Hello tất cả anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại video của mình là Tino đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series mình chơi Pokemon TCG Online nha. Tiếp tục nhắn nhớ muốn gửi đến cho anh em thì hôm nay mình sẽ gửi đến một bài Sandshrew V-Max kết hợp với Green. Bài này có sức mạnh nhất là chúng ta cùng xem qua nhé. Và chúng ta sẽ cùng có 15 lá Pokemon, 35 lá Trainer và còn lại là 10 lá năng lượng hệ lửa nha. Và chúng ta sẽ sử dụng một em Cramorant để chúng ta có thể sử dụng với bộ vị đầu tiên của em nó để có thể lấy hai lá bài từ trong một bài và thêm bên tay, hoặc là ta có thể sử dụng movie 2 với 100 sát 160 sát thương và một Pokemon và bỏ tất cả năng lượng từ em nó. Chúng ta sử dụng 4 Synthetic Code V để có thể tăng cơ hội kiếm được em nó trong những tên đầu tiên, để có thể tên hai là có thể tiến hóa thành VMAX. Ngoài ra thì movie đầu tiên của em nó khá là lợi hại, mình bỏ một năng lượng của mình còn đối thủ sẽ phải bỏ một năng lượng của đối thủ. Đấy, tất nhiên là mình chọn rồi. Movie 2 thì gây được 180 sát thương thì không có gì. Đấy, và nhưng mà chính là sẽ có phim mắc thì đồ đánh của em sẽ gây được 40 cộng với mỗi năng lượng đến với em nó. Ví dụ em nó đến được 4 năng lượng nữa thì đồ đánh của nó sẽ gây được 160 sát thương. Và khi đánh xong thì nó sẽ được lấy một năng lượng từ dây mộ thêm vào em nó. Đấy, em này mà có 4 năng lượng thì sẽ gây được 160 sát thương, 5 năng lượng thì gây được 200. Đấy, ba em Vulcanion đều thể đến năng lượng từ bộ bài thêm vào một Pokemon ở bên, hoặc là chúng ta có thể sử dụng phía hai của em nó gây được 110 sát thương nếu như chúng ta có 4 năng lượng hệ lửa ở tất cả Pokemon của chúng ta nha. Đấy, đây là một Pokemon cũng có thể giúp chúng ta đánh những em DC Dry chẳng hạn. Sử dụng hai em mắt mai để có thể dễ dàng tiến hóa được em mất tần. Và mất tần thì sau khi sử dụng ability của nó thì mình sẽ phải knock out nó và chúng ta sẽ được lấy 3 lá supporter thêm bên tay. Nó sử dụng 3 evolution sen để lấy những lá tiến hóa thêm bên tay. Nó sử dụng 3 fire crystal để lấy 3 năng lượng lửa từ dưới mộ thêm bên tay. Sử dụng 4 poker gear chúng ta có thể nhìn top 7 đỉnh bộ bài của chúng ta và lấy một lá supporter các bạn muốn thêm bên tay. Ta sử dụng 4 nha. Ta sử dụng là 4 quick ball để có thể bỏ một lá trên tay và lấy một lá basic thêm bên tay. Ta sử dụng 2 reset stem để có thể xả tất cả bài của đối thủ lại. Nếu như prize chúng ta càng ít thì đối thủ prize đối thủ càng ít thì đối thủ sẽ càng bốc ít lá. Ví dụ ra đối thủ còn 2 thì đối thủ chỉ bốc 2 lá, đôi lúc đó bạn đừng phải giúp chúng ta quấy nhiều đối phương vì chúng ta không có money mà. Sử dụng một scope net để lấy những Pokemon thường thêm bên tay thôi. Hai switch để đổi vị trí của những Pokemon của chúng ta từ bên active. Chúng ta sử dụng 3 sen hết để có thể bỏ một lá trên tay và lấy 2 năng lượng lửa từ bộ bài thêm bên tay. Sử dụng 2 boss rider để bắt những Pokemon ở bên của đối thủ. Sử dụng 4 green để ta có thể search những lá trainer thêm bên tay. Kết hợp với Sugar strategy thì chúng ta có thể lấy được thêm một lá support và dùng tiếm. Đấy. Và công dụng của lá bài này thì nếu như chúng ta nhiều prize hơn đối thủ thì chúng ta có thể sử dụng thêm 2 lá support trong một lượt nữa. Nếu chúng ta sử dụng lá bài này, là sử dụng 2 research để bỏ các bài này bốc 7 lá. Dùng 4 rider để đánh 1 tới 2 năng lượng lửa từ trên tay thêm vào một Pokemon và chúng ta bốc 3 lá. Ta sử dụng một Big Champ để có thể tăng lượng máu tối thiểu của một Pokemon nào đó thêm 30. Ok, chúng ta cũng bắt đầu tìm kiếm đối thủ nào. Để phục bài của chúng ta thì chúng ta sẽ cần đi sau. Sao chúng ta tiến hóa mà lại cần đi sau? Vì chúng ta sẽ cần sẽ có năng lượng vào em Synthicot VMAX. Sau đó thì được sử dụng thêm green nữa mà. Vì chúng ta và chúng ta là đi theo thiên hướng sử dụng green. Nó green nào. Ok, chúng ta đi sau đi. Cũng không được hay như lắm nha. ADB
Civilization à. Ok, chúng ta có Green. Chúng ta sẽ có quyền kiếm Quick Ball trong cái lượt này. Bây giờ chúng ta có hai trường hợp. Thử sử dụng cả xem mà sinh ta. Chắc chắn đối thủ sẽ đặt thêm bóng ban bên, vì vậy chúng ta thì cần knock out Jason, knock out IDP. Đó, Jason cũng được. Knock out thêm một em ở bên đối thủ là ok. Shop right 3-2-1. Giờ này sử dụng Pokemon đó khá là nhiều nha, nhưng đối thủ không bắt được Pokemon nào của chúng ta cả. Đến rồi đi rồi mình sẽ bỏ nó luôn. Rồi này sử dụng Green, chúng ta sẽ kiếm Quick and một Green nữa. Không cần thì cần kiếm Quick thôi. Chúng ta kiếm đối thủ hiện tại không có năng lượng thép và diêm dây mồi, vậy mình sẽ không quá sợ đối thủ sử dụng hai metal saucer nha. Nó có Quick, chúng ta sẽ thêm Green nhỉ. Ok, nằm plan một em Volcanion nhưng cũng không sao. Chúng có vị đầu tiên, chúng ta bỏ một năng lượng và đối thủ cũng phải bỏ một năng lượng. Chúng ta sẽ làm chậm cái tiến hóa lên viên mắt à, nhầm chúng ta sẽ làm chậm cái tiến trình mà sử dụng giết của đối thủ. Đối thủ chật đen rồi, đối thủ không làm được gì nữa đâu. Nãy nếu như chúng ta không đặt em Volcanion xuống thì đối thủ chắc chắn cũng sẽ sử dụng em quay giết này để có thể bắt Volcanion xuống, vì vậy chúng ta phải đặt em nó xuống bên cho chúng ta cứ tiến hóa đi, đừng có lo sợ cái vấn đề gì về em Yamashita cả. Nó sử dụng ability của Marketing lấy Bala Sporter. Có rồi, quay đầu đi. Nó sẽ đến 2. Có Green rồi. Sử dụng xúc là 1, bot là 2, quay đầu là 3. Khá là đau não. Ok, chúng ta knock out mắt này mai để có thể lấy bà là supporter thêm bên tay. Tiếp tục sử dụng Super Strategy để có thể sử dụng được thêm hai là supporter. Sử dụng Rider nhé. Có năng lượng hay không? Không có năng lượng. Bốn tám tám năm trăm sáu thì không làm gì được à. Giấy xanh rồi, vì vậy mình sẽ lấy xanh hết and rau đời nha. Ừ,
Bỏ scope net đi. Thêm hai là chúng ta chỉ còn một năng lượng lửa thôi. Con đối thủ nào 160 sắc thưa, đến thêm một năng lượng lửa từ giới mộ thêm vào em nó. Rồi bây giờ đối thủ có sắm sử dụng giết hay không, sử dụng giết thì mình tiếp tục đánh đối thủ thôi, không sợ việc gì cả. Đây là một cân bằng dành cho đối thủ vì ban đối thủ khá là nhiều, 5 em gọi là full ban rồi. Để sau chúng ta có thể sử dụng bot. Một phát được gì hay hạ được gì không? Ô điệp này and squid. Ok, bây giờ sẽ tấn công chúng ta hay sao? What are the... chúng ta có green mà không sợ. Hết năng lượng lửa rồi, còn một viên thôi. Sử dụng Weather là ok rồi đấy. Chúng ta chỉ sử dụng Reset Stem nào đúng không? Vậy thì sử dụng cho đối thủ bớt bài trên tay đi, bài nhiều quá. Rồi ok, giờ thì knock out đối thủ thôi. Ở mùa 12 110 sát thương, chúng ta có ít nhất 4 là năng lượng lửa từ tắc phong của chúng ta. Chế được Big Champ, một năng lượng lửa khá là ok. Bây giờ đối thủ làm gì? Không có cách nào hết. 3 năng lượng trong 1 tên. Nghĩ sao rồi còn phải switch nữa. Và đầu hàng đi bạn ơi. Nhưng mà chúng ta ok, metal saucer ok, and it's sweet. Thì tôi sử dụng quýt bò để đến nè. Để xem đối thủ 6 lá mới của đối thủ sẽ là gì đây. Còn Energy Squid không? Rushing Hammer. Oh no. What order? Chứ gì mà đang bỏ đầu chúng ta rồi. À chúng ta vẫn còn Cramorant. Bỏ ra đợi đi. Bỏ bước em này. Em Cramorant. Chúng ta liệu có còn bot order không? À, vẫn còn. Bỏ các em Sentinel đi. Lúc này chúng ta không cần em đó nữa. Ok, knock out thôi. Không cần đâu. Lát chúng ta còn sử dụng Fire Crystal của em Vulcanian. Một năng lượng lửa nữa. Để cho lũ đánh đi, chúng ta không sợ.
no. 103. Chưa chết được, chưa chết được. Ủa? Quên quên nó thuộc có ZS của ADP nên là quên mất. Một pha hơi hại não đến từ chúng ta. Gì đây? Đóng thôi vào cái poker gear này này. Mình là hết game rồi. Nghe chúng ta cùng tiến ở trận đấu tiếp tiếp theo nè. Những thằng được ADP session có là một điều khá là ổn rồi. Thì mình mới test được bài này thôi. Đây là trận đầu tiên mình đánh, vậy mà có thể là không trơn tru cho lắm vì sử dụng green cần rất rất là nhiều chất xám. Win không? Chúng ta win, chúng ta đi sau đi. Đấy, đi sau chúng ta có rất nhiều trường hợp có thể sử dụng Volcanion để đánh năng lượng. Không đâu. Ramoran để đến là lấy hai đá bài tụ bài theo bên tay và có thể Syndicate V cũng được. Nói vậy ra luôn cái ta có quay được. Lại phải quấy nhiều đối thủ bằng mua vị đầu tiên rồi. Sắc. Em này chỉ cần tiến hóa thôi là mình hơi mệt chuyện nha. Lucario, ok. Sao nhỉ? Kiểu này khá là căng thẳng đây. Em nó chỉ... À, chúng ta vẫn còn Cramorant mà, sợ gì? Tên là chúng ta sử dụng Green đi. Liquid Ball với Squid. Không. Chúng ta cần phải tiến hóa được em Magnemite. Vì vậy chúng ta sẽ lấy Quick Ball. Evolution Incense. Có lẽ là vậy. Scope net đi. Ta có Cramorant và một em thần nữa. Cái thực lực ở đây nhỉ. Ok. Nhẹ nhàng thôi. Địa thủ có switch và sử dụng GS hay không? Ok. Research. Đòn giết của đối thủ sẽ khiến cho đối thủ công của đối thủ giảm 30. Sắp thương nhận vào con hệ thép. Tiến hóa nè. Như một Evolution Incense rồi. Lấy thêm một Green nữa đi. Bot. Chúng ta bắt 3 lá support từ bộ bài thêm bên tay. Chúng ta lấy chứ. Sugar Sartre. Chúng ta sử dụng Green. Lấy cái sân cái đã.
xanh này. Xong clipboard thì lát chúng ta sử dụng để lấy crumble này. Đoạn nó được giảm sóng sát thương là khá là khó chịu. Nó thuộc về quýt nịt mà đúng không? Vừa khít luôn. chúng ta không cần đâu. Rồi có cả welder. Cái trận đấu này sắp kết thúc rồi đấy các bạn. Nếu thủ không đặt ban, đối thủ chắc chắn sẽ thua. Các bạn có tin không? Kết thúc được đi. Tắt con. Ok. Kiếm gì đấy? Malolana. Communication. Chào mừng dân ta hả? Làm thêm một em nữa. Đối thủ vậy không chịu điều đầu hàng. Được được. Ít xem có vẻ không cần. Bây giờ chúng ta có được qua được. Có ba lá rồi. Kiếm được không? Có luôn. Ok. Cần thêm một phần năng lượng nữa. Có luôn. To. Còn dạng stay nữa. Stay 1. Trời, nó quá đối thủ thôi nào. Tại nó trâu. Giảm 60 luôn. Cái kiểu này có vẻ khá là khó chịu đấy. Chúng ta cần khá nhiều là năng lượng, cần thêm 3 năng lượng. Nói chật chà. Gì đây? Evolution Insert. Khá là ngon. Sáu bảy, chúng ta cần phải đánh đối thủ trong tên này. Switch 2 lần có lẽ là vậy. Chúng ta không tiến hóa sớm thì chúng ta rất là dễ gãy trong cái kẹo này. Sử dụng mắt tần đi. Green này. Router. Bot. Nhiệm vụ của đối thủ bây giờ là kiếm thêm một em tay một nữa. Một hôm nay nữa là có phải đấu sẽ nghe vậy đối thủ thắng luôn. Mình chỉ có một file crystal thôi. Mình có tận 7 năng lượng với bộ rồi. Set stamp đi. Chúng ta
có bot không nhỉ? Bot đi. Để ra lấy fire crystal. Cái năng lượng. Ta hết rồi, hết rồi. Nếu thử không tiến hóa được, chúng ta có thể knock out con ở bên. Sau đó chúng ta sẽ cố gắng ây da. Vậy chúng ta phải nhờ vào nhân phẩm rồi. Và lâu lên sặc. Vậy luôn. Mấy thuật sốc sờ. Lực sắc thuật sẽ retreat nha. Chúng ta thấy còn một năng lượng lửa trong một bài thôi. Lần sau chúng ta sẽ sử dụng squid. Chúng ta có cái phá tôn thì có vẻ mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Chúng ta có hai lá. Chúng ta làm gì được trong tên này? Tắt con. Được. Mà lâu lần nha. Tiếp tục Malolana, khá là khó chịu. Ấy này, mình sai ở chỗ Cramorant rồi. Tại sao chúng ta lại đến 4 năng lượng vào nha? Sai rồi. Phí mất nguồn năng lượng rồi. Bực mình thế nhờ. Mình quên, cứ nghĩ là bỏ 3 năng lượng thôi. Thôi là do mình, cái đó này mình tệ quá. Lúc là ít xài những con này thì thường thường mình không nhớ. Ok, phải video review của bài Celtic Code VMAX Green của chúng ta. Đây là kết thúc. Và các bạn cảm thấy bài này như thế nào? Hãy để lại cho mình một comment để nêu cảm nhận của bạn về bài này nha. Và đừng quên đăng ký kênh, nhớ like đấy nha. Và nhận những thông báo mới nhất về cái video của kênh mình đăng trên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye.